bác. Xin chào các bác, cô chú, anh chị nha. Nay lại phải làm cây đêm rồi. Cây si, các bác nhìn thấy tốt chưa? Lúc mà em trồng và em thay lên cái chậu này nó mới lún phún có vài cái mầm thôi. Đấy, thì tình yêu ở lại đây, tài sản ở lại đây. Rất nhiều người trả cũng khá khá rồi đấy. Nhưng mà thôi, quyết định giữ về nuôi cái cỡ này nó lên tiền các bạn. Một mình vừa nãy về khô đất này mới bê lên cái bàn xoay này để quay các bác xem. Đấy, thì em sẽ lọc bớt cái mầm này. Thật ra là chưa đến lúc lọc đâu các bạn, vì nó vừa mới lên mà. Càng nuôi nó bằng ngón tay thì cắt đi lọc nó sướng, nhưng mà ngứa tay lắm. Trong cái không gian cái vườn mà nó ít cây như này các bác, mà suốt ngày ngắm này nó khó chịu lắm. Đấy, các bác thì cũng nên hết sức hạn chế, cứ đến tuổi, đến độ chín của cây thì hãng cắt nha các bác nhé. Còn em thì quay phim thì phục vụ các bác, thì với lại khoe cây thì cứ cắt thôi. Đấy, toàn phần lợn nhất này, phần lợn này. Giờ các bác không nhìn thấy gì đâu, không nhận ra nó trước đây nó như nào đâu, nó tốt quá. Thế thì thôi, dù sao thì những cái mầm này nó cũng đã đen đen rồi. Cũng đã đen rồi, và bây giờ còn lọc bớt những cái mầm bên trong này, nó bị tối này. Đấy, cho nó, và nuôi một số cái mầm thở thôi, không cần nuôi nhiều đâu. Cái cỡ đầm này sướng lắm, mùi phê lắm, tuyệt vời. Bây giờ tôi nhặt bớt và có thể tôi sẽ định hình luôn những cái tay cành này cho nó dẻo luôn từ đầu. Tất nhiên là cái dây của bác vào nó nhỏ thôi nhé. Nếu mà vào dây chỉ để định hình thôi, hoặc là níu định hình một vài vòng cỡ dài, chứ không quấn khít chặt nữa nhé. Và sau khoảng độ hơn tuần mà thấy nó hơi ngậm tí là phải bỏ ngay, vì tại lưu ý là nó đã định hình theo cái hướng của mình rồi, chứ không phải là mình uốn để mình lấy bóng lấy dáng luôn, mà đây chỉ là định hình thôi. Sau này những cái cút nó to bằng này nó đỡ bị cứng các bác. Lúc đấy mà các bác vặn nó cứng, nó không phải là cứng theo cái kiểu mà không vặn được nữa, mà nó cảm giác nó đơ, các bác hiểu không? Nó không được dẻo. Đấy, đầm lùn hết cỡ luôn. Đấy, tôi bây giờ treo camera lên để làm các bác nhá. Hôm nay có pha cả chè này, chè thuốc đầy đủ, cho nên là thức khuya thoải mái các bác. Đấy. Đấy, thời tiết đã ấm, gió mát rồi. Ăn điệu thuốc đã, nước chè đã. Ngồi các bác, chè đặc. Đấy, mua cây là nghiện đấy các bác. Mà cái cây đầu tiên mua nó khó, những cái cây sau bác mua quen tay, sau nó cứ như nghiện ma túy, thấy cây là mua.
Đây các bác ạ, mặt thấy thế nào? Có đẹp không? Quá đẹp. Tôi hôm nay tôi cắt hơi quá và hơi sớm. Hơi sớm và cắt hơi quá, nhưng mà không cắt và không bật lá thì các bác không nhìn thấy được. Rất khó nhìn. Đây này các bác này, toàn bộ nó còn non lắm. Còn non lắm. Đấy, tôi thì hy sinh để các bác nhìn cho rõ hơn. Cái cốt thực tế là phải rất bản lĩnh mới giữ được các bác. Hoàn cảnh nó rất là khó khăn mà có khá nhiều người trả rất là cao đấy các bạn. Thậm chí là cao đấy. Nhưng mà cây này thì em chắc chắn với các bác là nuôi lên thì sẽ chắc thì tầm 2 năm nữa thôi là có thể lên tiền trăm. Còn về các bác, nếu mà các bác có thể nào sở hữu được về thì là có thể lên được vài trăm. Có thể các bác, một số các bác chưa nắm được cái cuộc chơi thì có thể nói em là này thế nọ, nhưng mà em đã từng sở hữu rất nhiều cây rất đẹp, nhưng mà em chẳng yêu cây nào bằng cây này cả. Đây các bác ạ, rất rõ ràng rồi nhé. Đây, em vừa lái một số cái điểm đây cho nó rực rỡ hơn. Vừa nãy quay thì các bác không nhìn thấy được đâu, em chỉ vặt lá thôi. Đấy các bạn, bây giờ các bạn nhìn thấy sướng không? Em để một số cái thôi. Thực tế là phải để nhiều hơn chút, nó kéo sẹo mới nhanh. Cái như này nó kéo sẹo mới nhanh được các bạn. Có thực mới vực được đạo mà. Có cái thằng nó hút lên mập này thì nó mới kéo bo nhanh được. Đây này, sẹo này, bo này các bạn. Bo này, bo đùn ra đây này. Có đâu đấy 2 tháng chưa mấy. Đây bác nhìn nó có một cái đây, có những cái tay mầm thở nuôi nó bò kinh, keo thì là keo đều rồi đấy nhá. Đấy sướng lắm các bác, nhìn sau nó cũng mũm mĩm. Đợt trước em còn chưa ăn phân, cho ăn phân chứ, thì sắp tới thì phê lắm các bác ơi. Tôi nói các bác, tôi có 2 con mà tôi rất quý, đó là con này và con lão ở nhà. 2 con tôi đều đánh giá rất cao, nhưng mà tôi không hiểu sao các bác, những các bác số má ở đâu hết rồi mà lại không quan tâm, cứ đi mua ở đâu tôi không rõ. Nhưng mà tôi thực tế là tôi có giao lưu cả đấy, nhưng mà giá rất hợp lý, nhưng mà các bác chắc là quen mua ở những chỗ đắt tiền à. thì tôi không nói, nhưng mà những cốt của tôi bây giờ đi khắp khá là nhiều nơi rồi, đi muôn nơi rồi. Thậm chí là mưa làm gió ở nhiều bác này. Nhìn mặt này các bác thì không thấy hết được, phải nhìn thực tế cơ. Đấy, chân bệ này. Đấy các bác nhìn nó nhuyễn này. Cỡ mà, vì sao mà người ta nói là cỡ một người B nặng đến 2 người B trở lên ấy, trở lên đến tầm 3-4 người B thôi, còn lại thì nó nuôi nó sướng các bác. Thứ nhất là cái kích thước của nó hô mới hô được tiền các bác. Cái thứ hai là các bác nuôi dễ, các bác đục đẽo này các bác nuôi nó sướng lắm. Chứ bé quá, tầm bé quá mà một người bê nhẹ thì các bác lùa đục vào thì khó lắm, mà nó lâu lành lắm, mà nó yếu. Cái lực của những cây to này rất khỏe các bác. Cái thứ hai là cái sổng si các bác nhé. Si thì nó cái dăm các bác nhìn nó khác, cái tay cành nó rất là mập nhanh, cái da nó dày và mọng nước hơn, lá nó to dày và nó
nó lực nó khỏe hơn xanh các bạn. Xanh cái tay cành nó mảnh, nó thưa hơn. Đấy thì sao bây giờ si nó rất là sốt chỗ này. Tôi các bác mà về hỏi Hải Dương hỏi những cây cốt như này thì các bác biết là bao tiền đấy. Thế là các bác chuyên sâu nhé, còn những các bác mới thì cứ bình tĩnh. Đấy các bạn, về lắm. Đây, tôi định hình lấy cái tay này chút để cho nó sau nó có thế nó mọc theo mà. Chứ tôi cũng không phải là uốn nhức gì đâu các bạn nhé. Đấy, cút nhịp này có rồi. Chỉ thứ nhất tính từ đây các bác nhé, chứ không phải tính từ cái này nữa. Tất nhiên cái này phải to ra nhưng mà tính từ đây nhá. Đấy, và một cả cái quả này tôi đang định làm ngọn này, có xây ra bên này, có xây ra bên này, bên này có ngọn đây. Đấy, như vậy thôi, không làm cầu kỳ đâu. Rất, nhìn nó rất mạch lạc rõ ràng các bạn, rất mạch lạc rõ ràng. Đấy các bạn nhé, phê đúng không các bạn? Đấy, chắc khoảng độ hoàn thiện khoảng độ gần 40 phân. Gần 40 phân. Đài ngang này. Phê lắm, cột rất là nạc. Rất là nạc. Béo mà lại nạc, các bác hiểu. Nạc là nhìn nó cảm giác nó sạch, nó mịn. Béo là nó đầm. Vừa béo vừa nạc là vì do là như thế. Ok rồi các bác nhé. Cảm ơn các bác theo dõi. Em làm video lên để cho các bác xem đây. Chúc các bác ngủ ngon nhé.